Xin chào các bạn đang xem kênh Lan Orchide Người Việt ở Pháp. Các bạn vừa được xem những màn trình diễn về bộ môn ski và snowboard rất là đẹp mắt, lả lướt từ trên núi cao xuống dưới rất là đẹp, những cái pha mà trượt tuyết rất là hấp dẫn. Thì để mà có được những bước đi lả lướt trên tuyết như vậy thì các bạn phải có trải qua những ngày đầu học cái môn này rất là khó khăn và nhiều đau đớn nha các bạn. Tại sao mình nói nhiều đau đớn và khó khăn thì các bạn hãy xem đến cuối video sẽ biết nha. Trước tiên thì các bạn phải học cách mang cái đôi giày. Tại vì nếu như mình không biết mang giày thì nó cũng có thể làm cho các bạn bị trật cái chân ha. Đây là một môn thể thao rất là nguy hiểm và nó đòi hỏi rất là nhiều sức lực. Cái độ bị té đó các bạn cũng phải là gọi là có trong tư tưởng mình sẵn. Tại vì cái mức độ té của cái môn này nó vô cùng nhiều. Tại sao như vậy? Tại vì các bạn nhìn thấy không? Hai cái chân của mình phải bị gắn fix lên trên một cái tấm ván. Và các bạn trượt xuống là nhờ độ dốc. Tức là từ trên núi khi các bạn trượt xuống thì các bạn phải nhờ cái độ dốc để nó mới có cái độ trơn á, thì mình mới trượt xuống được. Nhưng mà cái nguy hiểm của nó là khi các bạn trượt xuống, các bạn phải biết làm sao để thắng nó lại. Còn nếu như các bạn không biết thắng nó lại thì các bạn sẽ chạy xuống luôn dưới cái vách núi luôn. Hoặc là các bạn phải có kỹ thuật thật là cao rồi mình mới được dám đi lên những cái chỗ mà núi cao một xíu. Còn khi mới bắt đầu thì các bạn phải chọn những cái chỗ mà nó rất là lài lài như thế này nè, để tránh được những cái rủi ro nhiều nhất có thể nha các bạn. Thì bây giờ mình giới thiệu cái bước đầu tiên, các bạn phải tập gọi là đứng giữ thăng bằng trên cái tấm ván này. Thì trước tiên các bạn chưa có để hẳn hai chân lên, tại vì mình chưa có biết thắng, cho nên là mình chỉ để một chân lên trước. Rồi khi mà nó tuột xuống á, mình muốn thắng thì mình sẽ phải để một chân ra ngoài đó, như vậy thì nó mới thắng được. Các bạn thấy không? Thì cái bước đầu tiên và cái bước rất quan trọng là các bạn phải biết trượt bằng một chân. Sau đó các bạn để cái chân còn lại lên và các bạn trượt. Rồi tới khi nào? Đến khi nào mà cái thao tác này của các bạn đã vững rồi thì các bạn sẽ để hai chân lên fix vào cái đôi giày luôn và các bạn trượt. Thì cái công đoạn này nói chung nếu như mà các bạn giữ thăng bằng tốt thì các bạn cũng mất khoảng một ngày đầu tiên cho cái bước đầu tiên này thôi. Và sau đây là các bạn nhìn thấy những cái ngày mà tụi mình tập luyện rất là vất vả và phải nói là rất là hăng say các bạn. Tại vì đây là một bộ môn thể thao nó rất là mới đối với tụi mình. Đặc biệt là với người Việt Nam mình rất là sợ cái lạnh, mà mùa đông, giữa mùa đông đi lên một cái đỉnh núi cao mấy ngàn mét, tuyết trắng phủ xung quanh thì cái sợ đầu tiên là sợ lạnh trước đã. Nhưng mà các bạn tin đi, khi các bạn lên núi các bạn sẽ không cảm giác lạnh như các bạn đang ở dưới đồng bằng đâu. Lên trên đó vì mình gần mặt trời á, cho nên là mình có cảm giác nó rất là nắng ấm. Rồi cộng với lại khi các bạn làm cái thể thao thì người mình nó hoạt động á, nó sẽ cảm giác rất là nóng chứ không có bị lạnh giống như khi các bạn ở dưới đồng bằng ha. Rồi quay trở lại với môn này đó, các bạn thấy anh này đã hơn 40 mấy tuổi rồi, 50 tuổi, sorry. Lần đầu tiên học cái môn này đó, các bạn thấy không? Tại sao mình nói cái môn này là một cái môn rất là dễ té, cho nên cái việc mà học giữ thăng bằng nó rất là quan trọng. Khi các bạn giữ được thăng bằng rồi thì các bạn có thể lèo lái cái tấm ván này theo cái đôi chân của mình, nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà khó lắm các bạn, tại vì khi mà các bạn thắng các bạn chỉ cần nhích quá một xíu mình cũng bị té trước, mình nhích quá một xíu ở phía sau mình cũng bị té sau. Cho nên là đó, đây là các bạn thấy mình lần đầu tiên mình đứng lên trên cái tấm ván này trượt đây. Nhưng mà cũng may là mình giữ được thăng bằng hơi tương đối cũng khá một xíu. Tuy nhiên các bạn biết không, cái việc khi mình trượt xuống đó, các bạn thấy mà khi mình đứng trên cái dốc đó, nó lài lài thôi nha, nhưng mà nó vẫn có cái độ trơn trượt vì tuyết nó rất là mịn. Cái tấm ván này là một cái mặt phẳng lì
Cho nên khi mà mình đứng lên trên đó là tự động nó tuột mình xuống. Và cái phản ứng đầu tiên là mình sợ. Mình sợ tại vì đó nó càng lúc nó càng sẽ đi rất là nhanh. Tội nghiệp cô giáo dạy cho mình. Nói đùa chứ cái này là chị bạn đi chung, chị đã có kinh nghiệm mười mấy 20 năm trượt tuyết rồi, cho nên là hôm nay chị hướng dẫn của mình. Nhưng mà năm sau nếu như mình có đi lại thì mình sẽ vào trường học cho nó bài bản các bạn, vì học kiểu này thì thứ nhất là nó mất thời gian của cái người mà đi cùng mình đó, tại vì các anh chị cũng cần phải đi chơi nữa đó. Đó các bạn thấy không, cái tư thế khi mà các bạn làm sao để mà lít nó xuống á, có nghĩa là tư thế khi các bạn đứng để cho cái người của mình nó hướng về phía trước, để cho cái tấm ván này nó trượt trên cái mặt bằng. Vì khi mình leo lên trên, khi mình đã thành thạo rồi mình đi lên trên núi á, thì nó có những cái khu vực rất là bằng, mà nếu như khu vực bằng đó mình không có lấy cái tốc độ thì mình không có vượt qua được những cái khúc lồi lõm cao đó. Đó, đây là con gái của mình cũng đang học. Nói chung năm nay gia đình mình lên đây là cũng gọi là cưỡi ngựa xem hoa một xíu. Rồi, bây giờ quay trở lại với lại cái kỹ thuật học nha các bạn. Thì cái điều đầu tiên căn bản nhất là các bạn phải đứng cho vững, giữ được thăng bằng, không bị té trên cái tấm ván này là điều rất quan trọng. Các bạn nhìn thấy không? Ngay cả người lớn con nít gì mà đó, các bạn thấy không? Đó thả là nó tuột rất là nhanh. Mà nó tuột nhanh như vậy thì mình rất là dễ bị té. Nếu mình không có kiểm soát được cái đôi chân của mình thì là mình sẽ té. Nhưng mà thà chi mình té mà mình dừng lại còn hơn là mình cứ đứng như vậy mà mình tuột hoài xuống, mình không kiểm soát được là sẽ đụng vào người ta, rất rất là nguy hiểm. Hoặc là khi mình đứng giữa đường thì người Đây ta sẽ là đụng Phương vào Lan, mình. ca sĩ Phương Cho Lan nên từ là Paris xuống cái môn thể đường thao phố này đang là một cái đứng môn khóc rất nhiều nhạc. thử thách các bạn, thử thách cái độ sợ Em của cũng mình, khóc thử nhạc thử với thách cái anh. độ sợ bị đau của mình, thử thách cái độ gan lì của mình, thử thách cái độ mà có thích tốc độ hay không. Nói chung là một cái môn thể thao rất rất là nhiều thử thách. Đối với những Em cái đang bạn khóc nào nhạc mà lại thích xuống dưới đâu thích không thử nhỉ? thách đó, thì đây là một môn thể thao tuyệt vời. Còn đối với những người mà hơi sợ giống như mình thì đây là một môn thể thao để mà tập luyện thể lực, và tùy theo cái nhu cầu Trời, nó của đi mỗi lắm người các mà bạn mình ạ. có những cái mức độ đi chơi. Tại vì ở trên này á, nó sẽ có ba Ôi, bốn nó mức quay độ lên đó núi, là mà có còn nghĩa đi là được chứ cái hả? độ khó và Rồi, cái độ cao, cái độ dốc của bây nó giờ quay tùy lên vào đó. khả năng và trình độ đi của mỗi người. Nó sẽ phân ra là nó có những cái beat là màu xanh lá là cho người mới bắt đầu dễ, màu xanh dương thì cho người có trình độ một xíu, và màu đỏ Yêu hoặc là à. màu đen thì cho những người có trình độ cao. Nhưng mà cái này thì nó còn xa Em vời đi được lắm. em Bây đi được giờ bây giờ. tụi mình chỉ mới đang là những người bắt đầu À, học đứng thôi, xuống cho đây. nên là chỉ học ở những cái đường mà của các cái Yeah. trường học họ dạy cho con nít đó các bạn. Đó, nhưng mà các bạn nhìn thấy không? Đây là ngày đầu tiên Rồi, được vậy không mình đi sao. học, mình đứng lên trên cái tấm ván này và mình giữ được thăng bằng, ít bị té. Phải gọi là ít bị té, không phải là không bị té nha các bạn, ít bị té thôi, nhưng mà cũng té. Và mỗi lần té thì đó, các bạn phải né là chống cái tay mình xuống, vì có khả năng khi mình chống mà mạnh quá thì nó sẽ bị gãy cái phần cổ tay á. Nhưng mà không thể tránh khỏi được, tại vì Yếu đi chứ phản mà xạ đằng tự nào nhiên nó khi cũng mình té té thì mình sẽ nó. chống cái cổ tay mình xuống. Nhưng mà nếu như các bạn để ý lưu ý cái điểm này, né chống cái cổ tay mà chống bằng cái đầu ở cái khuỷu tay á, thì nó tốt hơn, vì cái khuỷu tay của mình nó sẽ mạnh hơn là cái cổ tay. Rồi, đây là một quá trình mà tụi mình tập luyện trong những ngày đầu tiên, thì các bạn thấy là té lăn chiên đổ đèn luôn á. Ê, mấy bạn Té học đang đứng có lên kiểu là gì té, không mà ta? gọi là nó trượt một xíu mà hơi nhanh một xíu thì mình cũng bị giống như bị hoảng á, Rồi, là xuống. mình cũng sẽ phải té để mà dừng lại. Wow, xinh đẹp quá. Thì thực ra mình té một lần mình đau, nhưng mà té nhiều lần quá rồi thì nó sẽ bị Ê, chai vậy lì, giống sao? như con nít bị đánh vậy đó. Mình đánh nó một Ôi, lần nó thì nó cũng sợ, mà ra mình đánh nó mới nhiều hả? lần quá rồi nó Mới lì, hả? nó hết sợ. Thì cái môn này cũng vậy, các bạn té càng nhiều các bạn nhanh giỏi thôi. Đó, thì đây là một cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ của mình cho những ngày đầu mà mình học cái môn snowboard này. Mình cảm thấy rất là thú vị, rất là vui các bạn. Và năm sau hứa hẹn một năm là mình sẽ đi học thầy, học trường đàng hoàng, cơ nhiều nhiều cái kỹ thuật nữa Ok. là thầy sẽ dạy. Nhưng Mạnh mà ít mẽ ra học năm đầu quá. tiên mình đã học được cách đứng vững trên cái bo này,
và mình đã trượt xuống một cái pit tương đối là dài nha các bạn, thì cũng là một cái bước đầu thành công. Té là chuyện rất bình thường nha các bạn. Té là chuyện rất bình thường, nó không phải là điều mới mẻ trong cái môn này, cho nên khi các bạn nhìn thấy mọi người té, bản thân mình nhìn thấy những người khác té mình cũng rất là buồn cười, nhưng mà tới khi mình đứng thử lên trên cái bo này á, cái snowboard này á, là mình cũng té lăn chiên giống như người khác thôi. Quan trọng là khi mà mình biết cách giữ thăng bằng trên cái này rồi thì mình sẽ hạn chế té. Chứ cái môn này thì thầy giáo có cái giỏi cỡ nào thì cũng có những lúc họ té, tại vì đó các bạn thấy không? Khi mà cái tuyết nó bị hơi sần á thì nó cũng cản trở cái ván của mình, thì nó cũng khựng lại và nó cũng làm cho mình té nha. Rồi một vài cái chia sẻ rất là chân thật và rất là gần gũi trong những cái buổi học snowboard đầu tiên của mình. Hy vọng là có thể đem lại cho các bạn một vài cái khái niệm về cái môn thể thao này và những cái bước mà cơ bản các bạn cần phải học là gì. Hy vọng là cũng giúp ích được cho các bạn, những bạn mà mới bắt đầu hoặc là chưa bắt đầu mà muốn thử với cái môn thể thao này thì các bạn đừng có ngại nha. Bản thân mình là rất rất là sợ té, mình sợ đủ thứ hết, mà mình còn làm được thì các bạn nhất định sẽ làm được. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nha. Bye bye.